lại là mày. Là mày à? Hôm nay tao bận lắm. Biến đi. Chó này cơ. Yeah. Ta tới để bảo vệ. Mày cậu nghe đây, tôi không quan tâm trước đây các cậu có khúc mắc gì, nhưng phi vụ này chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Giờ ông nói đi, phi vụ là gì? Trước khi nó vào vận trình, tôi nghĩ chúng ta cần một cái tên nhóm nhỉ. Cứ gọi The Four đi. The Four. Four là 4. Ở đây có 3. Một người nữa đâu? Rồi các cậu sẽ biết thôi. Giờ chúng ta vào việc. Tôi sẽ cho các cậu biết phi vụ lần này của chúng ta là một vụ cướp. Cướp? Thế chúng ta sẽ cướp gì? Cướp gì? Hai cậu không cần quan tâm. Các cậu chỉ cần biết một điều, hoàn thành nhiệm vụ tôi giao là được. Xong việc, tiền sẽ về tay các cậu. Tôi có một thắc mắc. Phi vụ đánh cướp lần này, vậy người chúng ta cướp là ai? Các cậu cũng không cần thắc mắc điều này. Khi thực hiện nhiệm vụ, chúng ta sẽ giấu mặt. Phi vụ hoàn thành. Hiểu chưa? Ok. Ok. Tốt.